Quán nhà phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Nhà gần chợ Đồng Dinh. Nhà có diện tích là 45 m2, mặt tiền 6 m. Nhà có tổng diện tích là 45 mét, mặt tiền 5 à, mặt tiền 6 mét. Thiết kế gồm có 5 phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một phòng thờ, một sân phơi. Tầng 1 là khá rộng ấy, để thông hết. Chỉ có phòng khách và bếp luôn. Nhà nằm trong ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh. Sinh tầng 1. Sinh tầng 1 này. Nhà đã hoàn thiện. Khách về ở luôn. Nhìn lại toàn bộ tầng 1 nhé. Nội thất cơ bản là có tủ bếp, nóng lạnh, sàn gỗ, chất đầy cao. Toàn bộ sofa sáng lên. Cửa sổ tầng 1 đã được gia cố bằng sắt khung sắt ở chắc chắn, yên tâm luôn. Các anh về không để làm thêm gì nữa. Chúng ta nhìn toàn cảnh tầng 1 và lên tầng 2 nhé. Tầng 2 thiết kế gồm 2 phòng ngủ và một vệ sinh chung. Nhà thiết kế khá hợp lý. Đi lại tầng 1 rồi. Đấy, 2 phòng ngủ đều quay ra ngoài. Phòng ngủ thứ nhất đấy. Diện tích khoảng 12 đến 13 mét vuông. Cửa thông phòng là cửa gỗ tự nhiên, gỗ lim Nam Phi. Cửa sổ thì là cho phép đã gia cố an toàn rồi. Sàn gạch trần thạch cao. Sang phòng thứ hai.
Mùa thứ hai thì rộng hơn. Diện tích tầm khoảng 13-14 mét vuông. Cả cửa gỗ tự nhiên, gỗ lim làm tí nhé. Các cửa sổ đều đã được gia cố an toàn hết rồi. Sàn gạch trần thạch cao. Phòng này rộng hơn như phòng ở bên cạnh. Chỗ này có thể thiết kế tủ âm tường ở đây, tủ quần áo. Diện tích chỗ này phải tầm khoảng 2 mét vuông. Vệ sinh chung nhé. Phòng vệ sinh này tầm khoảng 4 mét vuông. Khá rộng đấy. Thiết bị vệ sinh là tối thôi. Bồn rửa và bếp là Toto. Bắt đầu lên tầng 3 nha. Lại. Xin chào. Đây tầng 3. Không thiết kế là một tầng 2 phòng ngủ, một vệ sinh chung. Tất cả các cửa thông phòng gỗ lim Nam Phi. Phòng ngủ thứ ba nhé. Sàn gạch trần thạch cao. Cửa sổ đã được gia cố cẩn thận. Khách chỉ về mặc quần áo thì ở thôi. Phòng ngủ thứ tư này. Nhà rất phù hợp với những hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhu cầu nhiều phòng chức năng. Xin nhắc lại thông số căn nhà này là 45 m², mặt tiền 6 m. Chỗ này thiết kế tủ âm tường. Diện tích 45 m, mặt tiền 6 m, nhà 4 tầng. Đến một phòng khách, một bếp. Một phòng thờ, một sân phơi. Vệ sinh này rộng tầm 4 mét vuông, cũng tương đối là phù hợp. Thiết bị vệ sinh Toto.
trường chúng tôi. Ta lên tiếp tầng 4 nhé. Cầu thang 4 này. Tôn này. Giếng trời này. Chúng ta lên tầng 4 nhé. Cũng hai phòng, như vậy là 5 phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi riêng. Hay bên này là sân phơi, cũng có thể cải tạo thành một phòng ngủ nữa được, coi như là 6 phòng ngủ. Không thì nhiều phòng thì có thể để làm sân phơi được, giặt giũ. Sang đây là cây cỏ. Hay chỗ này để máy giặt này. Cây phòng này khá là kín. Đó. Đây là tường bên mái. Phòng này là phòng thờ này. Bao nhiêu phòng chức năng như này thì có thể dùng phòng này. Phòng thứ 5 này làm phòng thờ được này. Mở rộng ấy. Như vậy là căn nhà này có diện tích 45m², mặt tiền 6m. Thiết kế là 6 phòng chức năng, một phòng thờ, một sân phơi, 3 phòng vệ sinh. Nhà quay hướng Tây Bắc. Quý khách có nhu cầu mua nhà khu vực quận Long Biên, vui lòng liên hệ số điện thoại hotline 0981999007 hoặc truy cập vào website nhadeplongbien.com.vn. Cảm ơn quý khách đã xem video. Quý khách vui lòng đăng ký kênh Nhà Đẹp Long Biên để cập nhật những video mới nhất về nhà đất bán cùng quận Long Biên. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những video mới trên kênh YouTube Nhà Đẹp Long Biên. Cảm ơn quý khách đã xem. Kết thúc video nhé.